và nhất nguyện cho đồng bào trong nước cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế www.quemẹ.net .net. Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Chị Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ sáu, mùng 3 tháng 2 dương lịch 2017, tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe tâm thư đọc kinh của Hòa thượng Thích Hùng Việt.